Đại Đường Tây Nhất Ký, quyển thứ hai, ba nước. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu vua Dịch, chùa Đại Tổng Trì, Sa Môn Biện cơ soạn. Nước Lâm Bà, nước Na Yết La Yết, nước Kiền Đà La. Những nước này thuộc về Ấn Độ, nhưng lễ nghĩa phong tục khác nhau, nên có thể nói là riêng biệt, hoặc nói là hiền đậu. Đây dịch theo âm gọi là Ấn Độ. Người người tùy theo đó mà xưng là người Ấn Độ, do những phong tục khác nhau mà có tên gọi khác nhau. Tiếng gọi Ấn Độ này có nghĩa là tốt đẹp. Đời nhà Đường gọi Ấn Độ có nhiều tên khác nhau, nhưng có một tên xưng gọi nghĩa là mọi loài bị luân hồi không gián đoạn. Vì vô minh tâm tối nên chưa ra khỏi nơi này, giống như mặt trời chiếu sáng làm tỏ rạng chỗ tối tăm. Tuy có ánh sáng ngôi sao chiếu đó, há làm sao sáng bằng được ánh sáng mặt trăng. Vì nhân duyên ấy nên ở đây dụ cho mặt trăng là điều tốt đẹp, mà với đất nước này thánh hiền tương tục xuất hiện như ánh sáng mặt trăng rọi soi. Do ý nghĩa này mà có tên là Ấn Độ. Ấn Độ được chia ra nhiều dân tộc và chủng loài khác nhau, nhưng Bà La Môn vẫn là một giai cấp cao quý mà từ tục lệ đã biến thành như vậy, trải qua nhiều thời gian sai khác, gọi chung là nước Bà La Môn. Nếu nói về lãnh vực biên giới, có thể nói rằng chung quanh Ấn Độ có năm nước và chu vi rộng hơn 90.000 dặm. Ba bên đều có biển, phía bắc giáp Hy Mã Lạp Sơn, phía bắc rộng, phía nam hẹp, hình dạng như mặt trăng khuyết. Trong đó còn chia ra hơn 70 nước nữa, đa phần thuộc về nhiệt đới. Đất đai có nhiều suối nước nóng, phía bắc có nhiều núi đồi, phía đông có sông ngòi và ao hồ, phía nam cây cỏ tốt tươi, phía tây đất đai phì nhiêu. Đại khái xin được qua như vậy. Đại đa số được gọi là Du Thiện Na. Du Thiện Na có nghĩa là từ xưa các vị thánh vương mỗi ngày đều đi du hành. Theo truyện cổ, một Du Thiện Na hơn 40 dặm, theo phong tục của nước Ấn Độ chỉ có 30 dặm, theo giáo lý viết chỉ có 16 dặm. Cuối cùng phân tích một Du Thiện Na là 8 câu lô xá, Krosa, theo Tỳ Đàm Luận. 4 ngang tay là một cung, 500 cung là một câu lô xá, là 2 dặm, 8 câu lô xá là một do tuần, tức 16 dặm. Câu lô xá có nghĩa là tiếng trống của con bò, có thể nghe được 5 dặm, nên xưng là câu lô xá. Cũng có định nghĩa khác, một câu lô xá là 500 cung, một cung là 4 mạch, một mạch chia làm 24 chỉ, một chỉ tức là 7 hạt lúa, cho đến gọi là lông bò, lông dê, sừng thỏ, nước đồng. Cũng còn gọi 7 phần này là một di trần. Di trần chia ra làm 7 phần nhỏ nữa, gọi là cực di trần. Cực di trần thì không thể chia thêm nhỏ nữa, nếu chia thêm sẽ trở về không, cho nên gọi là cực di vậy. Cũng có lịch âm dương đối chiếu theo ngày tháng, xưng gọi là đặc thù không khác. Tùy theo ngôi sao mà định hướng của tên tháng, thời gian ngắn nhất gọi là sát na. 120 sát na là một đảng sát na, 60 đảng sát na thành một thử thần, 30 thử thần là một mô hồ phiêu đa, 5 mô hồ phiêu đa là một giờ, 6 giờ thành một ngày đêm, nhưng cũng có nơi chia ra mỗi ngày đêm có 8 giờ. Đầu tháng cho đến giữa tháng là tháng trắng, giữa tháng có trăng cho đến tháng cuối gọi là tháng đen. Phần đen là trước ngày 14 và 15, trăng thì có trăng già và trăng non, có trăng và không trăng, trắng và đen, hợp thành một tháng. 6 tháng như vậy là một hành. Mặt trời đi bên trong gọi là bắc hành, mặt trời đi bên ngoài gọi là nam hành, tổng cộng có 2 hành hợp lại thành một năm. Mỗi năm chia ra làm 6 mùa, từ 16 tháng Giêng đến 15 tháng 3 là mùa ít nóng, từ 16 tháng 3 cho đến 15 tháng 5 là mùa nóng nhất, từ 16 tháng 5 cho đến 15 tháng 7 là mùa mưa, từ 16 tháng 7 cho đến 15 tháng 9 là mùa lạnh, từ 16 tháng 9 đến 15 tháng 11 là mùa ít lạnh,
từ 16 tháng 11 đến 15 tháng Giêng là mùa thật lạnh. Giáo lý của Đức Như Lai chia ra làm 3 mùa. Từ 16 tháng Giêng đến 15 tháng 5 là mùa nóng. Từ 16 tháng 5 cho đến 15 tháng 9 là mùa mưa. Từ 16 tháng 9 đến 15 tháng Giêng là mùa đông. Hoặc cũng có nơi gọi 4 mùa, gọi là xuân hạ thu đông. Mùa xuân có 3 tháng, gọi là tháng Đản La, tháng Phục Khá Xứ, Kỳ Sắc Ngọa. Những tháng này từ 16 tháng Giêng đến 15 tháng 4. Mùa hạ có 3 tháng, đó là tháng Loại Sa Trà, tháng Thất La Phiệt Nô, tháng Bà La Bát Đa. Những tháng này từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 7. Mùa thu có 3 tháng, đó là tháng An Ổn Thần Phố Xà, tháng Ca Sắc Dậy Ca, tháng Dị Già Thỉ La. Những tháng này từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 10. Trong 3 tháng mùa đông gồm có tháng Dị Báu Xa, tháng Ma Khứ và tháng Loại Lặc Thê Nô. Những tháng này từ 16 tháng 10 đến 15 tháng Giêng, cho nên tăng tín đồ của Ấn Độ theo lời Phật dạy, họ có 2 mùa an cư, hoặc trước 3 tháng hoặc sau 3 tháng. Trước 3 tháng có nghĩa là từ 16 tháng 5 đến 15 tháng 8. Sau 3 tháng có nghĩa là từ 16 tháng 6 cho đến 15 tháng 9. Chữ tiền được dịch nghĩa theo kinh luật hoặc gọi là một tọa hạ hay một tọa lạp, một tuổi đạo. Đây là những tục lệ cổ, chẳng giống với Trung Quốc về âm vận hoặc phương ngôn khi chuyển dịch ra như vậy. Cho nên, sự nhập thai của Đức Như Lai cũng như đản sanh, xuất gia, thành Phật, nhập Niết Bàn, ngày giờ đều có sự sai khác. Nguyên nhân như sau: phàm chỗ ở, làng mạc, thành ấp cho đến phố xá, thị thành, do trải qua địa bàn mà tạo nên đường xá rộng hẹp. Có người ở chỗ cao ráo, đẹp đẽ, có người ở chỗ ô uế tạp cư. Những kẻ sống bên ngoài đi đứng qua lại thành phải trái. Từ chỗ ở đó chế tạo ra những công việc thành thục, do địa thế và khí hậu khác nhau mà thành. Cho nên làm tường hoặc bằng tre gỗ hoặc bằng những loại gạch nhiều hồ than, tất cả những khác biệt đó ở trong mùa hạ. Những loại bằng cỏ, bằng mây tạo nên những tấm thảm để trang sức trên những bức tường bằng đá, bằng than. Dưới đất có trải phân bò cho là sạch, có lúc trải qua lên đó, nên có điều khác lạ mà ở các chùa thường không làm như vậy. Các chùa thường làm 4 lầu 3 tầng. Trên nóc có đòn dông chạm khắc nhiều hình tướng. Trên tường có những bức họa đồ nhiều màu sắc khác nhau, mà thứ dân thì không như thế. Phòng ở giữa cao lớn rộng hơn, tầng thứ nhì có khắc các hình tướng không giống nhau. Cửa thường hướng về đông, buổi sáng ngồi xoay mặt về hướng đông, cho đến ngủ nghỉ thì dùng thằng sàng, giường dây để ngủ. Vua chúa, trưởng giả, thứ dân có sự khác nhau. Những sự trang sức có quy củ và không sai biệt mấy. Nơi chỗ ngồi của quân vương thường cao rộng, đặc biệt thường ngồi trên tòa sư tử, được làm bằng những loại trân bảo. Hàng trăm loại quý giá được điêu khắc khác nhau nơi y phục cũng như đồ mặc. Rõ ràng có sự sai khác rất nhiều. Phía người nam mặc đồ bao bọc chung quanh qua phía vai hữu, người nữ mặc kín đáo hơn, ở trên đầu có để tóc ngắn hoặc có dấu hiệu khác tục. Cổ thì choàng hoa tươi, thân hình thì đeo anh lạc. Đây là những y phục kiều diễm làm bằng vải và những đồ trân quý, cũng như bằng lụa hoặc bằng vỏ cây, cũng có khi bằng loại gai hoặc bằng vải, cũng như lông dê. Những y phục đặc biệt được làm bằng lông thú, lông chim đẹp cũng là một loại y phục trân quý vậy. Ở phía Bắc Ấn Độ, phong thổ lạnh lẽo nên y áo được chế biến khác hơn. Bên ngoài được mặc thêm nhiều áo khác nhau, giống như lông con chim khổng tước hoặc trang sức những anh lạc, hoặc chẳng để lộ hình, hoặc lấy cỏ mây che thân thể, hoặc cạo tóc, hoặc bới đầu. Những loại thể như thế không có định hướng cũng như màu sắc khác nhau. Pháp phục của Sa môn chỉ có ba y và tăng khước kỳ, cũng như Nê Thần Thử La, ba y cũng được cấu tạo không giống nhau.
hoặc ngắn dài rộng hẹp, hoặc lớn nhỏ khác nhau. Tăng cước kỳ vai trái rộng, hai bên trái mở ra, bên phải đóng lại để bao bọc lên người. Nê thần thử la, niết bàn tăng, không có dây cột giống như áo. Tất cả đều tính thành một bộ y, mà mỗi bộ đều khác nhau, màu sắc vàng đỏ cũng không giống nhau. Sát đế lợi bà la môn, sự ăn ở cũng khác nhau. Quốc vương đại thần ăn mặc đẹp lạ, hoa cài tóc, cổ trang sức, gồm nhiều đồ anh lạc để hóa trang. Trong ấy cũng có nhiều thương gia giàu có làm như vậy. Người người có nhiều khác biệt như tục nhuộm răng hoặc đỏ hoặc đen, tóc, răng, tai, mũi, mắt cũng đều làm đẹp như thế. Tất cả cũng chỉ mục đích làm cho đẹp và trong sạch. Phàm ăn uống trước tiên có tẩy rửa, phải dùng rượu và dùng những chén bát khác nhau. Cũng có dùng chén bát bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng. Ở trong những trường hợp ăn uống như thế, tâm xỉa răng cũng cốt làm sạch. Nước súc miệng cũng không là điều chấp trước. Mỗi khi tắm rửa thường dùng hương thơm của lá cây hay bằng bột trầm, bột nghệ. Khi quân vương tắm thì âm nhạc trỗi lên, ca hát tế lễ, rất là huyên náo. Chữ nghĩa rõ ràng, do Phạm Thiên chế ra gồm 47 chữ. Nhờ vào những vật hợp thành mà trở nên chuyên dụng, rồi phát triển rộng ra. Đây là nguyên nhân vậy. Rồi từ đó người địa phương cải biến lại. Ngôn ngữ này sau này cũng có sự thay đổi từ bổn gốc, mà lấy trung tâm Ấn Độ làm tiêu chuẩn, để điều hòa tiếng Phạn rõ ràng hơn. Dần đọc thanh cao lấy người làm quy tắc. Những nước khác lân cận cũng được giáo dục thành thục như thế. Có sự cạnh tranh muốn bảo toàn thuần phong mỹ tục, cho nên trong những thơ văn lời nói vẫn còn tồn tại. Sử chấp rằng gọi chung những điều như thế là ni la tế trà. Tốt xấu đều cho nơi đây mà ảnh hưởng vậy, mà mở ra 12 chương tốt đẹp để chỉ đạo. Sau 7 tuổi thì lãnh thọ ngũ minh đại luận. Một là thanh minh giải nghĩa những chữ quấn dụ, chú giải những mục sớ văn. Hai là công xảo minh là những cơ quan kỹ thuật và lịch âm dương đối chiếu. Ba là y phương minh cấm chỉ những tà thuật về thuốc men có ngải bằng đá kim. Bốn là nhân minh khảo sát việc chánh tà, nghiên cứu tìm chân ngụy. Năm là nội minh nghiên cứu về diệu lý nhân quả ngũ thừa. Đây là bốn luận vệ đà của bà La Môn. Thứ nhất là thọ, nghĩa là dưỡng nuôi tánh thiện. Thứ hai là từ, nghĩa là tế tự cầu nguyện. Thứ ba là bình, nghĩa là lễ nghi binh pháp quân trận. Thứ tư là thuật, nghĩa là dùng y học để đối lại với những ma chú. Vị thầy bắt buộc phải nghiên cứu rộng rãi tinh vi ý nghĩa này, để minh thị ý nghĩa dẫn đạo to lớn trong lời nói tế nhị, đề cao những việc thiện khắc ghi vào danh bạ. Nếu mà ý thức được nhiều thì sẽ làm nguyên tắc sống rõ. Thành sự học nghiệp phải trải qua 30 năm, lúc đó chí nguyện mới đạt thành, mới có thể hưởng lộc đầu tiên vì đạo đức của một vị thầy. Cho nên đây là sự chiếm cứ tốt đẹp nhất của việc biết rộng vậy. Đây là sự biểu hiện của những vật bên ngoài chìm nổi thay đổi. Đây là sự chịu đựng không sợ tai tiếng từ xa. Nếu nhà vua có tà vậy, chưa thể khuất phục được. Nhưng vì việc nước là trọng, thì phải thông qua tập tục cao sáng đó. Đồng thời cũng tán thành mệnh lệnh của long thể là trọng yếu, cho nên có thể có ý chí mãnh liệt để học hỏi quên đi những nghề nghiệp đi xa mệt mỏi. Sự tìm đạo phải nương theo lý lẽ nhân nghĩa, không quá xa hơn ngàn dặm. Nhà tuy giàu mà có ý chí ra đi, đầu óc rõ ràng, quý trọng để biết đạo chứ không xấu hổ để tham tài, vui chơi đọa nghiệp vào sự ăn mặc. Chẳng phải vì đức hạnh lại chẳng thực tập, vì sự sỉ nhục đến tạo nên tai tiếng cao xa, như giáo lý của Đức Phật tùy loại mà được thành tựu. Đến thánh quả của chánh pháp kia còn xa vời trách nhiệm, nghe thấy giải thích đều cho tâm này vậy. Nghe biết thực hành để được ngộ đạo, chấp trước tranh luận để làm sáng tỏ. Những môn học chuyên môn khác
làm cho thấy rõ sự sai biệt. Mười cõi, tám loài, mỗi mỗi đều rõ ràng. Đại thừa, tiểu thừa, hai giáo đều có sự riêng biệt. Nơi đây đều có sự yên tĩnh tư duy qua sự đi đứng nằm ngồi, định tuệ lắng yên sự tranh tụng. Tùy theo điều này mà đại chúng được chế ra để phòng ngừa không thể cho rằng luật luận kinh là kinh Phật. Bộ thứ nhất, tuyên dương không cần tri sự tăng. Bộ thứ hai, tăng thêm tư liệu phòng ốc. Bộ thứ ba, sai bảo thị giả cung kính phụng thờ. Bộ thứ tư, cho người tịnh hạnh nhân việc làm. Bộ thứ năm, đi theo xe voi. Bộ thứ sáu, dẫn đường theo sau. Lấy đạo đức đầu, nêu cao tánh mệnh, cho nên tập hợp để khảo sát những giảng luận này về ưu khuyết điểm, phân biệt thiện ác, mà có đen trắng sáng tối. Trong này cũng có sự bàn bạc tế nhị để đề cao diệu lý, những ngôn từ tốt đẹp cũng được triển khai. Đây là bảo tượng cao quý để chỉ đạo như vào trong rừng vậy, cho đến ý nghĩa hư vọng cũng được chỉnh đốn, lý giải rõ ràng, nghĩa lý phù hợp với lời nói, tức tùy theo sự hợp nhất, giống như đất ở trên tường. Hoặc giả phải ở nơi tịch tịnh để biểu hiện tánh hiền thuận, người ta biết rằng vui theo niềm đạo là điều được khuyến thỉnh để học hỏi. Người xuất gia trở lại đời cũng được gọi là tốt. Tuy nhiên, khi còn ở trong tăng bị phạm luật thì phải bị phạt, không thể kinh xuất mệnh lệnh của chúng tăng được. Lại ở trong chúng không được nói, cũng không được cùng chúng ở chung, không được cùng chúng ăn cơm. Đi ra khỏi trụ xứ phải sống biệt trụ để phản tỉnh lại việc làm sai trái đầu tiên của mình. Nếu mà nói về chủng tộc, có bốn loại như sau. Thứ nhất, Bà La Môn là những kẻ tịnh hạnh, giữ đạo trinh khiết, tiết tháo. Thứ hai, Sát Đế Lợi là những kẻ nắm dương quyền, là những bậc nhân chủ trong đời, lấy nhân đức làm chí nguyện. Thứ ba, Vệ Xá là những kẻ buôn bán làm giàu do sự buôn bán gần xa. Thứ tư, Thủ Đà La là những kẻ nông dân đem sức lực của mình siêng năng làm việc nhà cửa. Phàm tất cả đều cho bốn chủng tộc này mà lưu hành. Về việc hôn phối thì không được vượt qua những giai cấp đó. Nội ngoại gia tộc được cấu thành không phức tạp. Người lấy chồng không được tái giá, nếu không sẽ bị khai trừ ra khỏi tộc đó. Mỗi chủng tộc đều có mỗi tục lệ khác nhau, khó có thể tường lãm hết. Quân vương trị thế ở đời chỉ có dòng Sát Đế Lợi. Họ được xưng là cao quý trên các tộc khác, nhưng lính tráng của nước nhà được tuyển chọn khác nhau. Cha con chuyên nghiệp cùng theo binh thuật ở nơi cung điện để phòng vệ, ra đi chinh phục được cử đi trước. Phàm trong bốn loại binh thì có bộ binh, mã binh, xa binh và tượng binh. Voi được điều khiển bởi những người nài, một tướng ngồi lên đó, hai bên tả hữu có quân lính đi theo ngự giá, gồm xe tứ mã, binh tướng theo hầu, cẩm vệ hai bên để phù trợ xe vua. Quân cưỡi ngựa chia ra hộ tống, phía bắc quân đi bộ là những kẻ dũng sĩ được tuyển chọn cầm theo giáo mác dài và giữ những dao kiếm đi kề. Phàm những khí cụ như thế đều được dốt nhọn, cũng gồm có cung tên, đao kiếm, búa lớn, búa nhỏ, giáo mác dài cùng theo xe. Tất cả đều để biểu dương quy thế. Phàm làm như vậy là tục lệ, biểu hiện tính chất mạnh mẽ cấp thời chiếm lĩnh, không được cẩu thả, để có nghĩa là bảo hộ. Nếu không thì phải bị tội khinh thường, sự sống là nghiệp vậy. Ngụy trang những việc làm ấy để trở thành ngụy tính. Chính sách giáo dục phong tục phải điều hòa tốt xấu. Những kẻ hung dữ bị luật pháp quốc gia trừng trị, có ý mưu hại, làm nguy đến quân vương, làm chướng ngại vân vân. Những việc như thế đều bị hình phạt. Vì sự sanh tử chẳng kể nhân luân, phạm vào lễ nghĩa nghịch lại trung hiếu bị xẻo mũi cắt tay, chặt tay và chặt chân, hoặc đuổi ra khỏi nước, hoặc phóng thích, nhưng bị phạm vào tội ăn cắp tài sản, đa phần bị ở tù, cũng như những hình phạt khác,
tùy theo vấn đề mà đối sách sự việc để giải quyết. Nếu kẻ phạm tội quá sức mà muốn làm rõ sự thật thì phải theo án lệnh. Trong đó có bốn điều: dùng nước lửa để trị tội, tội nhân bị bỏ vào nước cùng với đá, khi chìm rồi nhận sâu xuống mới biết đúng sai, khi chìm rồi lấy đá đè lên phạm nhân. Nếu người nổi đá chìm không ổn, dùng lửa bằng cách đốt cột đồng để tội nhân leo lên đó, hoặc đốt nơi chân để hỏi cung, hoặc đưa vào lưỡi. Nếu không có tội không sao, nếu có thì bị tổn thương. Có bị thương tích hay không do sự thật hư mà có. Kẻ nhu nhược không chịu nổi lửa cháy mạnh, cây chưa phát quả thì sẽ bị cháy xém. Kẻ thật hư sẽ bị qua lửa kia đốt cháy. Đây gọi là người bị đá đe nặng nhẹ. Kẻ hư ngụy sẽ bị đá đè lên người. Độc thủ hơn là cho một con dê mang đá đến chỗ tra khảo và người bị kiện cho uống thuốc độc, kẻ xử phạt bắt người đó phải chết. Kẻ hư ngụy sẽ bị chất độc làm hại. Đây là đơn cử bốn điều đã nói về phòng hờ trăm việc trái. Cho đến nghi thức cung kính cũng có chín nghi lễ. Thứ nhất là nói lời an ủi, thứ hai là cúi đầu cung kính, thứ ba là giơ tay cao chào, thứ tư là chắp tay ngang ngực, thứ năm là quỳ gối, thứ sáu là chân để duỗi ra, thứ bảy là tay duỗi thẳng ra đất, thứ tám là năm luân đều cong, thứ chín là năm dốc đều gieo xuống đất. Phàm chính việc này đều phải cung kính. Đây là cái đức cao cả, tận lực cung kính tán thán. Về phía xa hơn nữa thì phải cúi đầu chắp tay, về phía gần thì chân phải quỳ gối. Phàm nói năng phải nương vào lệnh trên, tôn trọng bậc hiền thánh, thọ nhận sự lễ bái tất có sự an ủi, hoặc khỏ sát nơi đầu, hoặc vỗ về nơi lưng. Lời nói dịu hiền, mẫn cảm, hướng dẫn minh thị chỗ thân thiết nồng hậu. Xuất gia làm sa môn được thọ nhận sự kính lễ, chỉ có thêm nguyện tốt không dừng lại sự lễ bái. Tùy theo công việc của tông môn có nhiều khác biệt, hoặc chỉ một lần hoặc hai ba lần, tâm niệm ấy do sự cầu thỉnh riêng mà được. Phàm khi gặp bệnh, nhịn ăn 7 ngày trong thời kỳ đó sẽ có thuyên giảm, nếu chưa hết mới dùng đến thuốc thang. Tên của những loại thuốc thì không giống nhau, đây là công việc của y khoa chiếm lĩnh có sự khác nhau. Cuối cùng khi chết đi thì đều nhỏ lệ, người thân cạo tóc để ngực, áo quần được chế tạo để mặc cư tang thì không hạn định. Khi tống táng nghi lễ có 3 loại: thứ nhất là hỏa táng dùng củi để thiêu, thứ hai là thủy táng cho dìm xuống nước để trôi đi, thứ ba là giả táng, nghĩa là cho xác vào rừng cho chim ăn. Khi quốc vương Băng Hà đầu tiên lập một ban tổ chức cho tang lễ, rồi phân chia trên dưới, khi sống lấy đức làm đầu, khi chết không còn kiêng cữ nữa. Những người nhà có tang thì không ăn uống, sau khi tang lễ xong trở lại bình thường, không kiêng kỵ. Những người đi đưa đám chết không sợ dơ hoặc tắm rửa bên ngoài rồi cho vào, cho đến tuổi tác sống lâu hay chết sớm cũng thế. Khi sống không sợ mệt nhọc đắm chìm, con thú khi lìa đời còn muốn trở lại nhân gian. Sự sanh tử nặng nhẹ hy vọng vào con đường phía trước, cho nên người thân thuộc phải biết tạo nên niềm vui bằng tiệc rượu hoặc đánh trống thổi kèn để thêm sức. Kẻ trung lưu cũng được sanh thiên, trong 10 cõi ấy một cõi này cũng chưa thấy được. Kẻ xuất gia làm tăng không bị quy vào đây, khi cha mẹ mất tụng niệm để nhớ ơn. Xa hơn là cầu việc phước đức. Giữa chính trị và tôn giáo có những điều cũng giản đơn. Nhà nào chẳng có gia phả thì người đó chẳng có thay đổi quá trình. Trong đất đai của vua chúa cũng chia ra làm 4 loại. Thứ nhất, đất ấy nhà nước dùng để làm tế lễ. Thứ hai, đất ấy ban cho các tể tướng triều thần. Thứ ba, đất ấy thưởng cho những kẻ học cao tài rộng. Thứ tư,
đất ấy giống như ruộng phước điền cấp cho những đạo khác. Cho nên cũng có chế độ thuế má nặng nhẹ được kiểm soát bởi tỉnh. Mọi người trong đời có nghề nghiệp đều có đầy đủ cổ phần đất đai. Nếu là ruộng quý thì phải đóng 1/6 thuế. Sự thương mại có lời qua lại cũng như sự buôn bán trước sau đều có thuế. Sự buôn bán giúp cho quốc gia giàu mạnh, bắt buộc phải lao dịch. Đây là giá trị của sự thành công vậy. Trấn nhậm chinh phạt là cho lính tráng, số nhiều do mọi tộc và các huyện tùy theo người mà thưởng. Những người đầu ấp được cử ra để thâu thuế. Các nơi đều có phân chia đất đai cho việc ăn uống, phong tục khác biệt. Chỗ ở cũng như vậy. Hoa quả, cây trái đủ loại khác nhau như am mộc la, trái am di la, trái mạc đổ già, trái phạt đạt la, trái kiếp tỳ quá, trái a mạc la, trái chấn đổ già. Phàm những loại như thế thật khó biết hết. Vì thấy lạ trên đời nên lược ghi như vậy thôi. Cho đến những loại cây khác của Ấn Độ cũng ít nghe tới, như quả lê, quả đào, nho, vân vân. Nước già Hiển Di La cũng đã đến đây mang về trồng. Thạch lũ cao kiều các nước đều có trồng, tùy theo nhà nông mùa màng canh tác để trồng, tùy theo thời tiết mà có sự thay đổi. Đất đai nơi đây cũng trồng được nhiều lúa mạch, rau cải cũng được trồng nơi có nước. Rau cỏ tuy ít nhưng không thiếu để dùng. Nhà có nhiều miệng ăn phải chia khu ra để canh tác. Cho đến sữa tươi, đường cát, mật ong, dầu và các thứ bánh cũng đều dư giả. Dê, nai và những loại quý cũng như voi, ngựa, chó, khỉ, sư tử, gà nhà, vân vân. Phàm những loại động vật có lông thì vô số kể. Những người có tâm xấu hổ thường hay không làm những việc ác. Những kẻ ấy bị người đời coi thường, ví như những kẻ uống rượu say sưa đều ít trân quý. Rượu nho cam thảo là những thứ dùng cho dòng sát đế lợi uống. Rượu cúc và những loại rượu khác cũng như vậy. Sa môn, bà la môn uống nước nho và nước cam thảo không có nghĩa là uống rượu say. Có nhiều bộ tộc khác nhau cho nên không thể nói riêng biệt được. Họ dùng những đồ ăn uống đặc thù tùy theo đồ vật và thời gian mà có sự liên quan khi dùng đến mà không thể biết hết được. Đa phần ly bằng đất ít dùng mà dùng loại đồng đỏ. Khi ăn, dùng một cái bát để hết thức ăn vào đó, dùng tay bốc ăn. Cho đến khi già bệnh, họ vẫn dùng đồ bằng đồng.